Từ vụ ý nhi, công chúng hãy trả hoa hậu về đúng vị trí. 5 người không trung thực. Từ vụ ý nhi, công chúng hãy trả hoa hậu về đúng vị trí. Thưa quý vị, đa số các cuộc thi hoa hậu chỉ là hoạt động kinh doanh giải trí của một doanh nghiệp để tìm cô gái đẹp trong số các cô dự thi, chứ không phải cô gái tuyệt vời nhất đại diện cho phụ nữ Việt Nam như nhiều người nghĩ. Hoa hậu ý nhi cũng vậy. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, khi chia sẻ xung quanh ồn ào liên quan hoa hậu ý nhi những ngày qua. Nhà văn biên kịch Nguyễn Anh Vũ và không ít người cũng có chung quan điểm. Ông Nguyễn Quang Vinh, hoa hậu chỉ là người đẹp nhất trong một cuộc thi của doanh nghiệp. Quan sát dư luận những ngày qua về hoa hậu ý nhi thì thấy hình như chúng ta đang quá nhàn rỗi nên mới dành nhiều thời gian vào việc Ukraine, mà lẽ ra chỉ nên coi đó là chuyện hết sức bình thường. Hoa hậu, hoa khôi hay ghế đẹp cũng chỉ là danh hiệu được một ban giám khảo lựa chọn trong số vài chục thí sinh tham dự cuộc thi dưới một cái tên nào đó, do một doanh nghiệp tư nhân nào đó đứng ra tổ chức tại một địa phương nào đó. Không phải nhà nước hay một tổ chức do nhà nước ủy thác đứng ra tổ chức để tìm kiếm một người con gái đẹp nhất đại diện cho phụ nữ Việt Nam hay cho một địa phương nào, một nhóm hội nào, trên thế giới cũng vậy. Cuộc thi nào cũng có người đẹp nhất, nhì, ba, nhưng cần nhớ rằng họ chỉ đẹp nhất của cuộc thi đó tại thời điểm đó thôi. Đa số những người đẹp của mỗi cuộc thi đều biết tận dụng cơ hội khai thác khả năng cá nhân một cách tích cực để tỏa sáng thông qua các hoạt động xã hội. Họ làm nhiều việc tốt cho bản thân và xã hội được cộng đồng tin yêu, tôn trọng. Nếu có hoa hậu nào đó sau đăng quang lại có những bộc lộ kiểu ấy ra thì cũng là số ít, ta hãy nhẹ nhàng coi đó là sự cố mà lĩnh vực nào cũng có. Nếu họ có phát ngôn ấn tượng nào thì cũng vì nhiều lý do khác nhau, như do bận rộn thiếu kỹ lưỡng hoặc chưa được học hành đầy đủ trước khi được ban giám khảo lựa chọn thôi. Xã hội hiện nay có biết bao cuộc thi, đồng nghĩa có biết bao hoa hậu, đâu ai bắt họ phải là đại diện hay thay mặt cho phụ nữ Việt Nam ra thế giới đâu. Tại sao công chúng cứ mặc định những trách nhiệm nặng nề cho họ, rồi kỳ vọng quá nhiều và lại làm tổn thương họ? Mọi người nên hiểu đúng hơn về hoạt động thi hoa hậu, đó chỉ là một hoạt động giải trí như tất cả các chương trình giải trí khác trong xã hội, ai thấy phù hợp thì đến và không phù hợp thì từ chối. Quyền lớn nhất mà công chúng có thể sử dụng đó là quyền lựa chọn những sản phẩm giải trí phù hợp với sở thích của bản thân. Hãy tắt TV, không nghe, không xem và không phát tán những gì mình không thích. Đó chính là cách để giữ cho cuộc sống của mình bớt những căng thẳng không đáng. Nhiều người hiện nay than phiền về việc quá nhiều cuộc thi hoa hậu, nhưng số người thích xem, đọc về hoa hậu rất đông. Nếu người dân không quan tâm thì các cuộc thi hoa hậu làm gì có đất sống, làm gì có bùng nổ hoa hậu. Tôi nghĩ truyền hình, báo đài cũng nên ít đưa tin, bàn luận về hoa hậu. Người dân có nhiều điều khác cần quan tâm hơn là chuyện mấy cô người đẹp. Nhà văn, biên kịch Nguyễn Anh Vũ, Việt Nam có lực lượng người hâm mộ sắc đẹp quyền lực hàng đầu thế giới. Trên thế giới, tại những quốc gia ít phát triển thường có nhiều cộng đồng rất quan tâm đến hoa hậu và thi hoa hậu. Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia đó, thậm chí có một lực lượng người hâm mộ sắc đẹp quyền lực hàng đầu thế giới. Họ có thể đưa một người đẹp Việt Nam dự thi sắc đẹp quốc tế bước vào top chung kết vì lá phiếu bình chọn của mình. Ngược lại, hoa hậu cũng có sức ảnh hưởng quá lớn đến cộng đồng. Họ trở thành người của công chúng và phải có trách nhiệm lớn với điều đó. Đây quả là một mảnh đất màu mỡ để nhiều công ty, nhà đầu tư muốn khai thác. Rất nhiều công ty kinh doanh lĩnh vực hoa hậu ra đời và họ làm là để kinh doanh cho ra lợi nhuận. Tính thị trường đã làm bản chất tiêu chí các cuộc thi hoa hậu thay đổi không còn như trước đây. Các hoa hậu được chọn phần nhiều bị ảnh hưởng bởi gu của các thương hiệu lớn, các nhà tài trợ lớn mà công ty làm hoa hậu ấy nhắm tới. Các cuộc thi sắc đẹp dù vẫn hướng về những điều tốt đẹp nhất, nhưng tính thị trường sẽ chi phối tất cả. Thị trường cần những gương mặt đẹp, những danh xưng hoa hậu để làm quảng cáo truyền thông. Nếu không có gì lạ khi mỗi năm Việt Nam cho ra đời vài chục cô hoa hậu và gấp đôi số lượng á hậu. Trong một môi trường xã hội như vậy, nhiều người trẻ lập tức hiểu rằng nhà sắc có thể kiếm tiền nhiều và nhanh, và họ đã đầu tư cho việc làm đẹp rất nhiều. Vì vậy, giờ đây các hoa hậu không còn là những nhan sắc, phẩm cách, tâm hồn đại diện cho quốc gia hay vùng lãnh thổ nào của Việt Nam. Trong khi đó, người hâm mộ lại đòi hỏi hoa hậu phải là đại diện đỉnh cao của hình ảnh sắc đẹp, phẩm giá như xưa. Họ dùng quyền lực trong tay mình buộc mọi thứ phải được kỳ vọng và hơn thế nữa. Nếu không được chuẩn bị, rèn luyện rất kỹ lưỡng thì không có cô gái 18 đôi 10 nào có thể đối phó được với kỳ vọng ấy của công chúng. Ngoài ra, hoa hậu cũng là đề tài béo bở của giới truyền thông mạng. Sức mạnh của truyền thông cộng hưởng với quyền lực của cộng đồng mạng nhiều khi đẩy các vấn đề trở nên quá cực đoan. Họ trở thành những con người bất nhẫn, thiếu bao dung. Năm người không trung thực.
Thưa quý vị, số người tương ứng với bàn tay ấy được tìm ra trong số 25.858 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập. Thật ngẫu nhiên, từ 2015 cũng chỉ từng đó người trung thực trong số hàng vạn vị phải kê khai. Đấy là điều mà có tờ báo đã từng giật tít, liệu có thể tin chỉ 5 người không trung thực. Thông tin được công bố chưa cho biết không trung thực như thế thì sẽ xử lý thế nào, nhưng rõ ràng con số khó tin ấy còn rất nhiều đáng bàn và sẽ còn phải suy ngẫm dài dài. Nhất là khi 8 năm về trước, câu hỏi về chuyện này đã không ít. Đây là kết quả của 2 năm rưỡi kiểm tra từ 2021 đến tháng 6 năm 2023, với hơn 1,3 triệu người kê khai và khoảng 25.000 cán bộ được xác minh. Đúng thế nào, chính xác ra sao thì thực tế đã có nhiều câu trả lời, nhất là các đại án và công khai hơn tại các phiên tòa. Trong số 5 người không trung thực ấy, không thấy ai được điểm tên chỉ mặt trong vụ xử chuyến bay giải cứu đang xôn xao dư luận. Tuy nhiên, với cựu cục trưởng cục lãnh sự có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà tổng tài sản 29 tỷ, gồm căn hộ 15 tỷ, cổ phiếu 5 tỷ, tiền mặt 1,2 tỷ, thì liệu những kê khai tạm gọi là trung thực còn lại liệu có trung thực? Đấy là chưa kể nhiều đại án khác, tài sản bất minh lồ lộ chỉ bỗng nhiên phát hiện ra khi cơ quan tố tụng kê biên. Đúng là chẳng ai dại gì kê khai những tài sản từ chuyến bay giải cứu hay kit test Việt Á hoặc những điều tương tự. Tuy nhiên, đại đa số chuyển hóa thành những thứ mà ai cũng thấy, chỉ không có trong báo cáo tổ chức kê khai cơ quan thì cần phải xem lại những quyết tâm lâu nay. Chỉ riêng phiên tòa giải cứu cho đến giờ này, các bị cáo đã nộp lại gần 120 tỷ và 1,2 triệu đô, có lẽ không có đồng nào từ bản kê khai. Nếu cơ quan tố tụng không nghiêm khắc, hình phạt răn đe không đủ làm họ sợ, thì liệu với những gì họ báo cáo khi đương chức có đủ khắc phục hậu quả? Làm thế nào để tạo ra một cơ chế có muốn cũng không thể tham nhũng, có lẽ là một trong những mục tiêu cao nhất của công cuộc đốt lò hiện nay. Với nền văn hóa phong bì mà hàng loạt doanh nghiệp vướng vào lao lý đã không ngần ngại cảm than trước tòa, thì có lẽ kê khai đúng, kiểm tra đủ và xử lý nghiêm là biện pháp quan trọng bậc nhất để bớt củi gộc. Từ đồng lương như thế thì đột nhiên mua cả căn chung cư 15 tỷ, như bà cựu cục trưởng cục lãnh sự, người ta cũng phải có muốn cũng không thể làm những điều sang bậy nếu đủ cơ chế ngăn ngừa. Đại án chuyến bay giải cứu đang đi dần đến ngày tuyên án, hay vụ Việt Á sắp vào giai đoạn cuối cùng, hàng loạt án chấn động khác suy cho cùng cũng mong muốn đạt được mục tiêu, bớt quan tham, đỡ dần những tài sản bất minh cám dỗ họ phạm tội. Giờ đây nghiêm túc từ câu chuyện 5 người không trung thực là một trong ít biện pháp hữu hiệu để sau này những cán bộ cấp cao như cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng không phải đọc hết hai quyển luật mới hiểu mình vi phạm, tưởng là quà cảm ơn, dù cho đó là 21 tỷ hối lộ tận tay. Thuốc đắng, biện pháp mạnh không chỉ giữ được người mà còn giữ gìn cho luật pháp quốc gia được nghiêm minh.